Tiểu thuyết Hằng Cười, tác giả Victor Hugo, người đọc Trần Châu. Quân tước tể tướng đã dụng tâm chọn họ. Hơn thế nữa, quân tước tể tướng vì chỉ nhìn thấy tầm dốc và phong thái đường hoàng của Gwynplaine, còn nhận xét Gwynplaine có bộ mặt rất khả quan. Chúng tôi xin thêm rằng Barkilphedro vốn là một tên giang hùng, am hiểu tường tận và quyết tâm phải thành công trong âm mưu của mình. Nên trong các công văn của hắn, trước mặt quân tước tể tướng đã phần nào giảm nhẹ chuyện dị dạng của quân tước Fatman Clancharly bằng cách nhấn mạnh chi tiết Gwynplaine có thể tùy tiện bỏ hẳn vẻ cười và làm cho bộ mặt meo mó trở lại nghiêm nghị. Có thể Barkilphedro còn phóng đại thêm khả năng đó nữa, giả lại về phương diện quý tộc, việc ấy có hề gì? William Cowper chẳng phải là luật gia tác giả của châm ngôn này hay sao? Ở nước Anh, việc phục hồi vị nguyên lão còn quan trọng hơn việc phục hồi một nhà vua. Tất nhiên, vẻ đẹp và phẩm cách con người không thể tách rời nhau. Thật bực mình khi một quân tước bị giả mạo, và đây là một sự lăng nhục của tình cờ. Nhưng chúng ta cần nhấn mạnh điểm đó, việc ấy có giảm bớt gì về quyền lợi? Quân tước tể tướng đã có ý đề phòng, như vậy là đúng. Nhưng nói chung, đụng hay không thì ai có thể ngăn cấm một vị nguyên lão bước vào nghị viện nguyên lão? Giới quý tộc và dương quyền lại không cao hơn cả sự dị dạng và sự tàn tật hay sao? Trong khi gia đình đã tàn tạ năm 1347 của dòng họ Cunan ngày xưa, các bá tước de Bouchon chẳng phải cũng có một tiếng kêu giả thú di truyền như bản thân tước thế khanh sao? Đến nỗi cứ nghe tiếng sống là người ta nhận ra ngay các nguyên lão xứ Ecos. Những vết máu ghê tởm trên mặt có ngăn cản Cesar Borgia làm công tước de Valentinois không? Đôi mắt mù có ngăn cản Jean de Luxembourg làm vua xứ Bohème không? Cái lưng gù có ngăn cản Richard đệ tam làm vua nước Anh không? Xét kỹ thực chất sự việc, tàn tật và vẻ xấu mà được chấp nhận một cách dửng dưng cao đạo, không những không phản đối tính chất cao quý mà còn khẳng định và chứng minh nó nữa. Giới quý tộc có một ánh sáng nguy nghiêm mà dị dạng không thể nào làm lu mờ. Đó là một mặt khác của vấn đề, và không phải là mặt nhỏ hơn. Như đã thấy, không gì có thể ngăn trở việc chấp nhận Gwynplaine, và những dè dặt khôn ngoan của quân tước tể tướng bổ ích về mặt thấp kém của chiến thuật là chuyện xa qua về mặt hơn hẳn của nguyên tắc quý tộc. Lúc mấy tên lính canh đã mở cái cửa to hai cánh trước mặt Gwynplaine, trong phòng chỉ mới có mấy vị quân tước, hầu hết các vị này đều già. Trong các cuộc họp, mấy ông già bao giờ cũng đến đúng giờ, cũng như bên cạnh phụ nữ, họ đều là những người ưa săn đón. Trên ghế công tước chỉ thấy hai vị, một vị bạc phơ, một vị hoa râm là Thomas Osborne, công tước de Leith và Schönberg, con trai của ngài Schönberg người Đức do dòng dõi, người Pháp do cái gậy thống chế và người Anh do thay tập. Vị này bị sắc lệnh Nantes đuổi sau khi tham chiên trong nước Anh với tư cách là người Pháp, lại tham chiên trong nước Pháp với tư cách là người Anh. Trên ghế quân tước giáo quyền chỉ có tổng giám mục Canterbury, chủ giáo trưởng Anh quốc, ngồi trên cùng và ở dưới là vị tiến sĩ Simon Patrick, giám mục Delhi, đang chuyện trò với Evelyn Jacobon, hầu tước được Dorchester. Ông này đang giải thích cho giám mục biết chỗ khác nhau giữa một bức lũy đắp bằng đất sọt với một đoạn thành nối liền hai pháo đài, và giữa hàng rào cọc gỗ là một hàng cọc đóng trước lều để che chở cho trại, còn cọc đóng quanh móng cầu là một dòng cọc nhỏ phía dưới lan can một pháo đài để ngăn cản quân dây thành trèo lên và những kẻ bị bao vây trốn thoát. Còn vị hầu tước thì hướng dẫn cho giám một cách đóng cọc để bảo vệ một đồn lẻ, phải đóng lúc một nửa xuống đất và chừa một nửa ra ngoài. Thomasin, tử tướng Whitemouth, đến gần một giá đèn và xem xét một tấm bản đồ của người kiến trúc sư của ông để làm cho khu vườn long lít của ông tại Wiltshire và bãi cỏ gọi là bồn cỏ bàn cờ, có những ô cỏ vuông xen lẫn những ô vuông cát vàng cát đó. Võ hến và thang dụng ở ghế tử tước thì lẫn lộn một số quân tước già Essex, Alcinstone, Peregrine, Osborne, William Juleston, bá tước de Rochefort, một số quân tước trẻ thuộc phe đảng không đổ tóc giả đang dây quanh Price de Verreux, tử tước Hereford, và đang tranh luận về vấn đề xem lấy Oregano bỏ vào nước sôi có thành trà uống không. Gần gần thế, Osborne nói, hoàn toàn là trà, Essex nói,
Câu chuyện ấy được Paulus de Saint-John nghe ra rất chăm chú. Ông này là anh em họ của Bolingbroke, mà sau này Voltaire phần nào là học trò. Vì Voltaire bắt đầu học với cha Poe, cuối cùng lại học với Bolingbroke. Ở ghế hầu tước Thomas de Cri, hầu tước de Caen, quân tước cẩn thận của nữ hoàng, cam đoan với Robert Parti, hầu tước de Lindsay, quân tước cẩn thận Anh quốc, rằng chính hai người Pháp tị nạn, ông Le Coq trước làm cố vấn tại nghị viện Paris và ông Ravenel, một người quy phái xứ Bretagne, đã trúng số độc đắc trong cuộc đổ số của nước Anh năm 1694. Bá tước de Quin đọc một quyển sách nhan đề linh nghiệm kỳ lạ về những lời đoán của thầy bói John Campbell. Bá tước de Greenwich nổi tiếng vì cái cầm dài và vui tính về tuổi 87 đang viết thư cho nhân tình. Quân tước Chandos đang gọt giũa móng tay vì phiên họp sắp đến là phiên họp của triều đình có đại diện nhà vua, nên hai người phụ canh cửa đặt trước ngay một cái ghế dài nhung màu lửa. Vị trưởng ban tổ chức ngồi trên cái bao len thứ nhì. Ông này lúc ấy đang ở cái nhà cũ của những người Do Thái ly khai. Trên cái bao thứ tư, hai viên phó tư ký quỳ gối đang dở xem các quyển sổ cái. Trong lúc quân tước tể tước ngồi xuống cái bao len thứ nhất, thì các quan chức nghị viện thu xếp chỗ. Một số đang ngồi, một số đang đứng. Tổng giám mục Canterbury đứng lên đọc kinh và phiên họp bắt đầu. Quinlan lên vào được một lúc mà không ai để ý. Chiếc ghế dài thứ nhì của nam tước, chỗ ngồi của Quinlan sát với rào chắn, nên nó chỉ phải đi có vài bước. Hai vị quân tước đỡ đầu ngồi bên phải và bên trái nó, thành thử gần như che khuất sự có mặt của người mới đến. Không ai được báo trước cả, viên thư ký nghị viện đã đọc khẽ và có thể nói là thì thầm mọi thứ giấy tờ liên quan tới vị quân tước mới. Còn quân tước tể tướng thì đã tuyên bố việc công nhận Quinlan giữa tình trạng mà trong các báo cáo gọi là không chú ý chung. Mọi người đều nói chuyện, trong phòng cứ ầm ầm. Giữa lúc ấy các cuộc họp làm tất cả mọi việc mập mờ, mà sau đó đôi khi họ phải ngạc nhiên. Quinlan ngồi im lặng đầu trần giữa hai vị nguyên lão già, quân tước Fitzwater và quân tước Arundel. Theo dặn dò của vụ trưởng vụ lễ nghi, đại được hai quân tước đỡ đầu nhắc lại. Rút vào, Quinlan đã chào chứng Dương Kỷ. Như vậy là xong, nó thành quân tước. Chúng cao sang đó mà suốt đời nó đã nhìn thấy thầy Isis của nó hải hùng cúi rạp với ánh sáng chói lọi. Cái đỉnh núi thần kỳ đó đang ở dưới chân nó. Nó đang ngồi giữa nơi vừa rực rỡ vừa tối tăm của nước Anh, đỉnh cao ngàn xưa của ngọn núi phong kiến mà suốt 6 thế kỷ châu Âu và lịch sử vẫn nhìn ngắm. Hào quang hải hùng của một thế giới đầy tăm tối. Nó đã bước vào giữa dần hào quang ấy, một nước bước không thể nào lùi chân được. Quinlan đang ở đấy như trong nhà của nó. Trong nhà của nó, trên ghế của nó cũng y hệt nhà vua trên ngai của vua. Nó đang ở đó và từ nay không gì có thể làm cho nó không ở đó. Dành Dương Miện nó nhìn thấy dưới Long Đình kia là anh em với dành Dương Miện của nó. Nó là nguyên lão của chiếc ngai vàng kia. Trước mặt nhà vua, nó là lãnh chúa, kém hơn nhưng tương tự. Hôm qua nó còn là gì? Phương tôn. Hôm nay nó là gì? Hoàng thân. Hôm qua chẳng là gì hết. Hôm nay tất cả. Cuộc chạm trán đột ngột của khốn cùng với quyền quy, cuộc gặp gỡ mặt đối mặt trong một số phận, và thình lình trở thành hai nửa của một lương tâm. Hai bóng ma, Bỉ Cực và Thái Lai, cùng chiếm lĩnh một tâm hồn. Bên nào cũng cố lôi kéo phần thắng về mình. Bị đặt thai cuộc giành giật một trí tuệ, một ý chí, một khối óc giữa hai anh em thù địch là con ma bần cùng và con ma giàu có, Abel và Cain trong một con người. Năm La Mã, chuyện trò cao đạo. Các hàng ghế nghị viện kính dần, các quân tước lục tục kéo đến. Chương trình nghị sự công việc bỏ phiếu dự án tăng thêm 10 vạn lire sterling và thuế phí của Sọt Ra Mạch, công tước được Cumberland, chồng của nữ hoàng. Ngoài ra còn được thông báo một số dự án linh tinh mà nữ hoàng đã ưng thuận, sắp được các vị khâm sai có quyền hạn và trách nhiệm phê chuẩn để trình nghị viện. Thành thử phiên họp trở thành phiên họp triều đình. Các vị nguyên lão đều khoác áo nghị viện ra ngoài triều phục hoặc thường phục. Chiếc áo này tương tự áo Quinlan mặc, đối với tất cả mọi người đều giống nhau, không kể khoảng các công tước có 5 dải lông chầu trắng viền vàng, các hầu tước 4, các bá tước và tử tước 3 và các nam tước 2. Các quân tước cứ từng tốp bước vào. Họ đã gặp nhau trong hành lang, họ nói tiếp những câu chuyện bỏ dở. Một số đến một mình, y phục đều trang nghiêm nhưng thái độ thì không,
ngôn ngữ cũng không. Tất cả mọi người lúc vào đều cúi chào nghe vua. Các nguyên lão ùn lại, đoàn tên tuổi quay dậy này diễu qua hầu như không theo nghi thức, dị dáng mặt công chúng. Leicester đi vào và bắt tay Lichfield, rồi sạc rờ Mordon, bá tước de Petersburg và de Monmouth. Bạn của Locke theo sáng kiến của Locke, ông ta đề nghị đúc lại tiền, rồi sạc là Campbell, bá tước de Loudoun. Lắng tai nghe phân Grovin, quân tước Brooke, rồi đọc mờ bá tước de Kermavon, rồi Robert Sutton, nam tước Lexington, con của Lexington, người đã phiêu sạc đề nghị đuổi Giorgio Leti. Vị sử quan kha dại dột muốn trở thành sử gia, rồi Thomas Pelasis, tử tướng Fancombe, ông già đẹp lão, và cùng đi với nhau ba anh em họ Harwell, bá tước Binden Harwell, bá tướng de Stafford, rồi lên Lovelace, nam tước Lovelace, mà tước thế tập tàn lụi năm 1736, giúp cho Richardson de Lovelace vào sổ của mình và tạo ra một kiểu mẫu như cái tên đó. Tất cả những nhân vật ấy, mỗi người một vẻ đều nổi tiếng trên trường chính trị hoặc trong chiến tranh, và nhiều người còn làm vẻ vang cho nước Anh, đang cười cười nói, cứ y như lịch sử mặc áo thường. Không đầy nửa giờ, phòng họp đã gần đông đủ, đơn giản thôi vì phiên họp của triều đình. Điều kém phần đơn giản hơn là tính chất nhộn nhịp của các câu chuyện trao đổi. Phòng họp ban nãy giật giờ như thế, lúc này ồn ào như ông vỡ tổ. Chính mấy ngày quân tước đến muộn thức tỉnh nó dậy, họ mang chuyện mới lạ đến. Điều kỳ quặc là những vị nguyên lão có mặt trong phòng lúc khai mạc phiên họp đều không hay biết tí gì về những việc đã xảy ra, còn những vị không có mặt lúc ấy lại tỏ tường mọi việc. Nhiều quân tước từ Windsor đến. Từ mấy tiếng đồng hồ, câu chuyện ly kỳ về Gwynplaine đã bị tiết lộ. Bí mật là một tấm lưới, đứt một mặt là toàn bộ rắc bung. Ngay từ sáng, do những việc tình cờ xảy đến trên đây, toàn bộ câu chuyện về việc tìm thấy một tước nguyên lão trên sân khấu hát rong và về một tên múa rối được công nhận là quân tước đập dở lỡ tại Windsor trong các gia đình hoàng tộc. Các hoàng thân nói về chuyện ấy, rồi quân hầu đầy tớ nói. Từ cung đình sự kiện lan ra thành phố, các sự kiện cũng có trọng lực và ở đây có thể áp dụng định luật bình phương dẫn tốc. Chúng rơi vào công chúng và đi vào công chúng nhanh một cách chưa từng thấy. Bây giờ ở London không ai hay biết chuyện này. 8 giờ Gwynplaine là đầu đề câu chuyện của cả thành phố. Chỉ có mấy vị quân tước đúng giờ là không hay biết sự việc vì không ở thành phố, nơi người ta thường kể lại mọi chuyện, và vì đang ở trong phòng họp nơi họ chẳng nhận thấy gì cả. Thế là bình tĩnh ngồi trên ghế, họ bị những vị mới đây xúc động quá gọi giận. Thế nào, Francis Rao, tử tước Montague hỏi hầu tước Dorchester. Cái gì kia? Có lý nào lại thế nhỉ? Cái gì kia? Thằng cười là cái gì? Thế ngài không biết thằng cười sao? Không, nó là một thằng hề, một thằng nhỏ chợ phiên, một cái mặt kỳ quái mà người ta vẫn bỏ ra 2 xu để đi xem, một tên múa rối. Rồi sao nữa? Ngài vừa đón tiếp hắn như một vị nguyên lão Anh quốc. Thưa ngài quân tước Montague, thằng cười chính là ngài. Tôi không cười, thưa ngài quân tước Dorchester. Nói xong, tử tước Montague ra hiệu cho viên thư ký nghị viện. Anh này bỏ bao len đứng dậy và xác nhận với các nhà quý tộc sự việc công nhận vị tân nguyên lão với mọi chi tiết. Ra thê. Quân tước Dorchester nói, chả là tôi mãi tiếp chuyện giám mục Ely. Bá tước trẻ Danesley đến gần quân tước già Ure. Vị này chỉ còn sống được 2 năm và ông ta sẽ chết vào năm 1707. Quân tước Ure. Quân tước Danesley, ngài có được biết quân tước Linus Clancharlie không? Một người ngày xưa, có. Ông ta chết tại Thụy Sĩ phải không? Đúng, chúng tôi có họ hàng với ông ta. Ông ta thuộc phái Cộng Hòa với triều đại Cromwell và dẫn theo phái Cộng Hòa với triều đại Sạc là đệ nhị được phải không? Cộng Hòa đâu phải, ông ta bất mãn. Đó là một chuyện tranh chấp riêng giữa nhà vua với ông ta. Tôi được một nguồn tin chắc chắn cho biết rằng quân tước Clancharlie có thể đã quy phục nếu cho ông ta cái cương vị tể tướng của quân tước hai rồi. Quân tước yêu rồi, ngài làm ngựa ngạc nhiên đây. Người ta bảo quân tước Clancharlie là một con người quân tử kia mà. Một con người quân tử? Có quân tử thật sao? Ông bạn trẻ ơi, làm gì có hiền nhân quân tử? Thê Catan, ngài tin vào Catan ư? Thưa ngài, thê Aristide, người ta đã lưu đại ông ta là phải. Thê còn Thomas Morris, người ta đã cắt cổ ông ta là đúng.
Thế theo ý kiến ngài, quân tước Lăng Sạc Ly cũng thuộc loại ấy thôi. Giá lại một con người ở chỗ lưu đài thì lô vịt thật. Ông ta chết ở đấy, một con người đầy tham vọng không được như ý. Ôi, hỏi rằng tôi có biết ông ta không? Việc qua đi chứ, tôi là bạn thân của ông ta mà. Quân tước ưa, ngài có biết gì ông ta lấy vợ Thụy Sĩ không? Tôi có biết sơ sơ. Và chuyện của tình duyên đó, ông ta được một người con họ Pháp. Phải, đứa con đã chết rồi, nó còn sống. Sống? Sống? Vô lý, thật đấy, đã được xác minh, đã được chứng nhận, đã được phê chuẩn, đã được đăng ký. Thế thì đứa con ai ấy sẽ thừa hưởng tước vị nguyên lão của Clan Sarkly? Nó sẽ không thừa hưởng đâu. Sao thế? Vì nó đã thừa hưởng rồi, đã xong hết rồi. Xong hết rồi. Nguồn chú y à, mời ngài ngoảnh lầu lại. Y ngồi sau lưng ngài trên dây nam tước kìa. Quân Thương Yên ngoảnh lại, nhưng khuôn mặt Gwynplaine đã theo mốt mới rồi, thì không đổi tóc giả. Gotham đến bên Colin Piper. Còn chết đứng rồi, ai thế? David Gilmore. Sao vậy? Hắn không còn là nguyên lão nữa. Tại sao vậy? Dạ, Henry Overcare, bá tước The Crontam, kể cho John, nam tước Colin Piper, toàn bộ giai thoại cái chai nổi đưa đến cho bộ hải quân, tờ giấy da của bọn Comprachicos, bản Resurrexis có Jeffrey's ám ký, cuộc đối chất trong tầm hình sự Southwest, việc quân tước tể tướng và nữ hoàng chấp thuận tất cả những sự việc ấy, việc tuyên thệ tại giao điểm Lọc Kính, và cuối cùng việc công nhận quân tước Fatman Clan Sharkley lúc mở đầu phiên họp. Và cả hai người đều cố gắng để nhận ra giữa nam tước Fitzwater và quân tước Arudan, khuôn mặt được nói rất nhiều của vị tân quân tước, nhưng cũng chẳng đạt kết quả gì hơn quân tướng Ira và quân tướng Annesley. Giả lại Gwynplaine, hoặc cho tình cờ hoặc cho sự sắp xếp của các vị đỡ đầu con quân tướng tể tướng báo trước, được xếp ngồi vào chỗ khá tối để tránh khỏi sự tò mò. Đâu? Y đâu? Đó là tiếng thốt của tất cả mọi người khi mới đến, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy rõ Gwynplaine cả. Một số đã trông thấy Gwynplaine tại học xanh, tò mò một cách háo hức nhưng cũng hoài công. Cũng như đôi khi người ta khôn ngoan bao dây một cô gái giữa một tô các bà quá phụ, Gwynplaine cứ như bị bọc giữa đám quân tước già tàn tật và thờ ơ. Mấy ngày hiền lành bị bệnh thống phong thường ít quan tâm đến chuyện người khác. Họ truyền tay nhau những bản sao bức thư ngắn ngủi khẳng định là chính nữ công tước Josiane, do chị là nữ hoàng, trả lời mệnh lệnh triều đình buộc mình phải lấy vị tân nguyên lão, người thừa kế họ Pháp dòng họ Clan Sarkly, quân tước Fatman. Bức thư ấy như sau: kính tâu hoàng hậu, tiện muội cũng muốn như thế, tiện muội sẽ có thể được quân tước David Jeremoa làm nhân tình. Đã ký Rosan. Mảnh giấy ấy thật hay giả được hoan nghênh nhiệt liệt. Một quân tước trẻ sạc là Okenstrumpton, nam tướng Mohan trong nhóm không đội tóc giả, khoai tra đọc đi đọc lại mảnh giấy. Lewis de Dura, bá tước de Ferrosam, người Anh có đầu óc Pháp, nhìn Mohan và mỉm cười.